Lời Chúa, Chủ nhật 21 thường niên năm A, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Lời Chúa, Chủ nhật 21 thường niên năm A, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúc anh chị em một ngày Chủ nhật tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa, bên những người thân trong gia đình, bên những bạn hữu thân thương. Mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta họp nhau lại để tạ ơn Chúa ban cho anh chị em mình một tuần lễ được sống bình an, nhất là trong cơn đại dịch virus corona. Tạ ơn Chúa vì ta còn có những người thân bên cạnh, và nhất là tạ ơn Chúa vì mỗi ngày chúng ta vẫn được Chúa nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, lương thực hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi vẫn cố gắng gửi đến anh chị em những món quà của lòng Chúa thương xót, những món quà tinh thần là lời của Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh, chuyện đạo, chuyện đời, vương các thánh nhân và những chứng nhân của thời ngày hôm nay. Sống đúng, sống đẹp,
để biết sống thế nào cho đẹp. Muốn sống đẹp cần phải sống đúng, đúng ý của Chúa, đúng đường lối của Chúa. Và ngày Chủ nhật có thêm trang thơ cho bạn trẻ. Bạn trẻ đây không phải là người tuổi trẻ, mà bạn trẻ đây là người có tâm hồn trẻ. Có những người 18 mà giống như là cụ già 81. Có những cụ già 91 mà như là chàng trai trẻ, cô thiếu nữ 19. Khi có lòng thương xót Chúa, ta trở thành những người trẻ, những người không mệt mỏi trên hành trình loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và vì thế ngày Chủ nhật, anh chị em nhớ chúng ta cầu nguyện cho công việc loan báo tin mừng. Cầu nguyện cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người mà mỗi ngày chúng tôi vẫn gặp gỡ trên điện thoại, trên email và đến thăm chúng tôi tại trung tâm mục vụ. Một số anh chị em là những người ngoại đạo. Họ được ơn của Chúa, họ đến họ tạ ơn. Họ đang khao khát muốn tìm kiếm Chúa, họ đến để họ xin những tài liệu chuỗi chẳng hạt, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Rồi chúng tôi gửi tặng cho họ những cái máy nghe giảng. Chúng tôi thấy máy nghe giảng lòng Chúa thương xót ở bên Mỹ, có một anh làm tất cả ngàn cái anh để đó, anh sẵn sàng. Những anh chị em nào cần, anh sẽ cung cấp ngay ở bên Mỹ, khỏi phải gửi từ Việt Nam qua. Rồi chúng tôi ở đây thì cả mấy chục ngàn cái máy từ hôm Tết đến giờ, nhất là trong thời buổi cách ly này, chúng tôi gửi đến cho anh chị em. Và anh chị em đã đón nhận rất là nồng nhiệt, đặc biệt là các cha xứ ở những vùng sâu vùng xa. Có những cha xứ ở vùng Sài Gòn cũng xin chúng tôi hỗ trợ những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Chúng tôi sẵn sàng, không tiếc. Và trong tháng 8 này chẳng hạn, anh chị em thiện nguyện tín thác đi xuống miền Tây, xuống 10 giáo xứ ở những vùng sâu vùng xa. Các cha xin người thì 50 máy, người thì 100 máy. Có nơi đông giáo dân 200 máy. Ngoài những món quà là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, rồi thuốc men hoặc tập vở, chúng tôi còn có những món quà tinh thần là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, ảnh lòng thương xót và máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Có những người thắc mắc vừa hỏi với chúng tôi cũng như anh em thiện nguyện là cha và anh em còn đi công tác bác ái không? Chúng tôi xin thưa một lần thay cho tất cả. Như chúng tôi vẫn nói, bao lâu còn người nghèo, bao lâu Chúa còn cho thì chúng tôi còn đi. Đi bất cứ nơi nào Chúa muốn, đi bất cứ nơi nào người ta cần và đi đến bất cứ chỗ nào mà khao khát lòng Chúa thương xót. Cho những chuyến công tác bác ái ấy, anh em chúng tôi vẫn ròng rã hơn 10 năm nay rồi. Không tháng nào là bỏ, ngay cả trong những cơn đại dịch thì chúng tôi vẫn tiến hành công việc đó. Trong những ngày lễ Tết người ta nghỉ, chúng tôi vẫn tiến hành công việc đó. Có thể anh chị em thấy ít hình ảnh video trên trang web hay là trên phương tiện truyền thông vì đã có nhiều rồi. Và một phần nữa thì bây giờ chúng tôi đi quá nhiều, cũng không có giờ để mà quay để mà làm những cái phim tài liệu đó. Nhưng mà có một số người đề nghị là cha cho chúng con được chia sẻ, được hiệp thông bằng những tấm hình, bằng những phim tài liệu đó, để chúng con thấy được tận mắt, dù là không đến tận nơi nhưng mà thấy được tận mắt hình ảnh của những anh chị em khó nghèo đó, hình ảnh những người khao khát lòng thương xót, để chúng con động viên nhau, cầu nguyện và chia sẻ. Đó là điều rất là tốt. Chúng tôi mời gọi anh chị em trong ngày Chủ nhật chúng ta dành thời giờ họp bên nhau, ăn uống, chia sẻ, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Và chúng ta dành thời giờ để nghỉ ngơi thể xác và nghỉ ngơi tâm hồn. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật 21 thường niên năm A. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 22 câu 19 đến câu 23. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sepna, tể tướng triều đình.
ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Eliakim, con của Khinkijahu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ. Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chi vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa. Hướng về đền thanh con phú phục tôn thờ. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thanh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đưa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Bài đọc thứ hai, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 11, câu 33 đến 36. Roma 11, 33 đến 36. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Anh là Phêrô, nghĩa là tàng đa. Trên tàng đa này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tứ thần sẽ không thăng nổi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Matthew chương 16, câu 13 đến câu 20. Matthew 16, 13, 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc.
Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco là người đã kế vị Thánh Phêrô, mà Phêrô được Đức Giêsu nói là anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Ngày hôm nay Đức Thánh Cha Francisco là người kế vị Phêrô, đang là mũi dùi cho người ta tấn công, đang là trung tâm để cho người ta chú ý, kẻ thì khen, người thì chê. Có khi có cả giặc ngoài, có khi có cả thù trong nữa. Nhưng chúng ta xác tín rằng điều Chúa nói phải được thực hiện. Đó là ta xây hội thánh trên tảng đá này, quyền lực hỏa ngục không thể phá được. Chúng ta thấy nhiều nơi ma quỷ đang phá giáo hội, nhiều ngôi nhà thờ bị đốt, bị phá, nhiều đất đai của nhà dòng, của nhà chung bị chiếm phá một cách bất hợp pháp, bất công. Rồi có những ngôi thánh đường, cây thánh giá bị bắt hạ xuống, ảnh tượng trong nhà thờ bắt phải thay bằng hình những lãnh tụ. Hoặc là những gia đình nào là công giáo muốn được nhà nước hỗ trợ thì phải có điều kiện này, điều kiện kia. Tức là không giữ được đức tin của mình mà phải lèo lái theo nhà nước, vân vân. Có những người thà chết đói, thà chấp nhận không được hỗ trợ hơn là bỏ niềm tin của mình. Ngày xưa người ta cấm cách giáo hội một cách dã man, nhưng ngày hôm nay người ta phá giáo hội một cách tinh vi hơn. Tảng đá vẫn đang bị lung lay, vẫn đang bị thử thách bằng những phương pháp mới, khoa học hơn, tinh vi hơn. Nhất là những người trẻ ngày hôm nay, nếu không khéo thì họ không phải là chống phá giáo hội, nhưng mà họ không cần giáo hội nữa. Có một em ở nước ngoài mới quen một người nước ngoài, em mới là Việt Nam. Tôi nói, vậy thì bạn của con là người đạo nào? Nói, nó đâu có đạo nào đâu cha. Ở đây giới trẻ nó chẳng có đi theo đạo nào hết. Có đạo tự nhiên vậy thôi. Tức là tin vào cái sức của con người, khả năng của con người. Cho nên họ không chống phá đạo. Nhưng họ không cần, không quan tâm. Có đạo hay không có đạo đối với họ không thành vấn đề. Đấy là cái gọi là thờ ơ với tôn giáo ngày hôm nay. Trong khi đó, có những nơi khác thì chúng ta biết là biết bao nhiêu người Kitô hữu bị giết, bị bách hại. Biết bao nhiêu linh mục bị bắt cóc. Rồi có cả những nữ tu bị hiếp dâm nữa. Bao nhiêu là tu viện bị cướp. Và người ta tìm mọi cách để chống phá giáo hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Mà dẫu sao đi nữa, tôi thấy những người trẻ họ không quan tâm đến giáo hội, nhưng mà ít nhất là họ có một cuộc sống lương thiện, lương hảo. Họ vẫn theo lương tâm của họ để họ sống đúng, họ sống thật. Còn hơn là những người mà xưng mình là có đạo mà lại sống ngược với đạo, phản với đạo. Thay vì làm chứng, mình lại làm phản chứng. Cái đó thì nó còn phá giáo hội ghê gớm hơn nữa, thưa anh chị em. Những người trẻ ngày hôm nay họ muốn sống thật, sống đúng với cái lương tâm của họ, sống cái gì họ cho rằng là điều đó không sai với đạo lý làm người, điều đó đem lại lợi ích cho con người, đem lại hạnh phúc cho bản thân họ và người khác.
Dẫu sao như vậy, Chúa vẫn còn đang hiện diện ở trong lương tâm của họ. Dẫu sao đi nữa, giáo hội vẫn không bị họ phá hoại. Còn những kẻ gọi là cuồng tín, những người gọi là lợi dụng tôn giáo để mưu đồ chính trị, lợi dụng nước đục gì đó thả câu, những người mà thấy người ta nổi lên, mình cũng lợi dụng cái thời cơ đó để đập phá nhà thờ, cướp bóc, rồi nói là đòi tự do, rồi đòi thế này thế khác. Thưa anh chị em, ma quỷ nó dùng bàn tay của con người, nó dùng cái sự cao ngạo của con người, nó dùng cái sự ích kỷ của con người, nó chống phá giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi trong hoàn cảnh này, hãy để mình được nhiễm tình yêu chứ không nhiễm virus. Đức Giáo Hoàng đã viết lời tựa cho một cuốn sách mới có tựa đề là Hiệp Thông và Hy Vọng, và khuyến khích mọi người tái khám phá tình liên đới giữa những tàn phá của đại dịch virus corona. Hãy để mình được nhiễm tình yêu thương chứ không nhiễm virus. Hãy để mình được nhiễm lòng thương xót Chúa chứ không nhiễm virus corona. Trong lời tựa cuốn sách được phát hành ngày 28 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về những bài học mà các Kitô hữu đã học được từ đại dịch COVID-19. Cuốn sách Hiệp Thông và Hy Vọng được Đức Hồng Y Walter Casper và cha George Augustine biên tập, chứa đựng những suy tư thần học từ nhiều tác giả khác nhau về việc làm chứng cho đức tin trong thời gian đại dịch. Đức Thánh Cha viết, giống như một cơn bão bất ngờ, cơn khủng hoảng virus corona đã khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên. Khi đột ngột thay đổi, ở cấp độ toàn cầu, cuộc sống cá nhân, công cộng, gia đình và công việc của chúng ta. Ngài đau buồn vì nhiều người đã mất người thân, cũng như công việc và sự ổn định tài chính của họ. Ở nhiều nơi, ngay cả lễ phục sinh cũng được cử hành một cách khác thường và vắng lặng, và mọi người không thể tìm được sự an ủi nơi các bí tích. Theo Đức Thánh Cha, tình cảnh bi thảm này cho thấy rõ bản tính dễ tổn thương của con người, bị giới hạn bởi thời gian và sự bất ngờ. Đại dịch buộc chúng ta đặt câu hỏi về gốc rễ của hạnh phúc và tái khám phá gia sản đức tin Kitô giáo của chúng ta. Ngài nói, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã quên hoặc đơn giản là trì hoãn tham gia một số vấn đề chính trong cuộc sống. Nó đang khiến chúng ta đánh giá những gì thực sự quan trọng và cần thiết, và những gì có tầm quan trọng thứ yếu hay chỉ là hời hợt mà thôi. Đức Thánh Cha suy tư rằng, thời gian thử thách này cho chúng ta cơ hội để hướng về cuộc sống, để hướng cuộc sống chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nó mời gọi chúng ta dùng cuộc sống để phục vụ tha nhân, ý thức những bất công và thức tỉnh trước tiếng kêu của người nghèo và trái đất bị đau bệnh. Truyền nhiễm tình yêu từ trái tim này sang trái tim khác. Đức Thánh Cha hy vọng cuốn sách sẽ giúp khám phá một ý nghĩa mới của hy vọng và tình liên đới. Mối nguy bị nhiễm virus sẽ dạy chúng ta cách truyền nhiễm tình yêu từ trái tim này sang trái tim khác. Virus corona nó truyền nhiễm bằng đường này, đường nọ, đường kia, thì chúng ta hãy truyền lòng thương xót bằng cách từ trái tim này đến trái tim khác. Và chúng ta thấy hình ảnh một Phêrô ngày hôm nay. Phêrô ngày xưa thuyền trài được Chúa đặt lên làm đầu của hội thánh chỉ để phục vụ chứ không phải là được phục vụ. Phêrô ý thức rõ ràng cái sứ mạng đó của mình. Và ngày hôm nay
ước gì tất cả những người lãnh đạo ở ngoài đời và nhất là trong đạo, càng cao chức vụ thì càng cúi xuống để mà hầu hạ phục vụ người khác, chứ không phải là đứng chỉ tay năm ngón, không phải là có chức vụ để mà hãnh diện, để mà hênh hoang, để mà tỏ ra ta đầy với người khác. Vì chính Đức Giáo Hoàng Phêrô của ngày hôm nay đã sống như thế. Người ta viết về Đức Thánh Cha Francisco như sau: điều giúp cho Ngài gần gũi với đại chúng là sự chân thành, nhất là khi Ngài đề cập cả đến những thiếu sót của Giáo Hoàng. Ngài nói, ngay cả Giáo Hoàng cũng đi xưng tội 2 tuần 1 lần, vì Giáo Hoàng cũng là tội nhân. Có vị nào ngoài Giáo Hoàng dám nói như vậy? Các Giáo Hoàng khác cũng nói tương tự như thế, nhưng mang kiểu cách thánh thiêng. Còn cách nói của Đức Francisco làm phá vỡ hết mọi bệ tượng, hết mọi thần tượng. Mỗi ngày, Ngài đều rời phòng vào lúc 10 giờ để đến chỗ làm việc. Người ta có thể gặp Ngài nơi hành lang, trong thang máy, có khi thấy Đức Giáo Hoàng ngồi uống cà phê và đang tìm tiền lẻ để trả lại cái máy bán cà phê tự động. Đức Thánh Cha Francisco cũng chân thành nhưng rất thẳng thắn tố cáo những tham nhũng trong giáo hội, không ngại nói tới những giáo sĩ sống bất xứng với sứ vụ của mình và chạy theo của cải trần gian. Đức Thánh Cha Francisco đã than phiền như sau: tôi đau buồn khi chứng kiến một linh mục hay tu sĩ đi chiếc xe hơi đời mới sang trọng đắt tiền. Nếu con yêu thích chiếc xe hơi đẹp đẽ, thì hãy nghĩ đến tất cả những đứa trẻ đang chết đói. Đôi khi Ngài gay gắt. Điều làm tất cả chúng ta ghê tởm là thấy giữa chúng ta có những linh mục không chân chính hay nữ tu không chân chính. Sống giản dị, thanh đạm mà vui, chứ không phải với khuôn mặt u buồn. Đức Thánh Cha đã cho thấy không có sự thánh thiện trong sự buồn thảm. Buồn là có điều gì đó không ổn rồi. Ở Assisi, Ngài nói với các đan sĩ Clara rằng đời sống chiêm niệm phải dẫn tới niềm vui, tới con người, tới nụ cười. Trong một lần tiếp kiến, một bà mẹ người Tây Ban Nha nói nhỏ với Đức Thánh Cha: cảm ơn Đức Thánh Cha đã trở nên một Giê-xu mới trên trần gian. Đức Thánh Cha đỏ mặt rồi bật cười nói: nhưng tôi là một con quỷ. Khi đến tham dự một nghi lễ long trọng, Đức Thánh Cha Francisco cũng giống như các giám mục khác, tự mang theo mũ và các vật dụng khác, không bắt ai xách giỏ đi theo mình. Khi giảng, Đức Thánh Cha không ngồi trên ngai Giáo Hoàng, nhưng đứng nói giống như là một cha xứ. Kiểu sống bình dân và giản dị của Đức Thánh Cha đã làm đảo lộn cả truyền thống, loại bỏ tính cách phong kiến của giáo triều đã kết tụ bao nhiêu thế kỷ. Có lần, Đức Thánh Cha đã nói với Eugenio Scafari, người sáng lập tờ La Repubblica, rằng các người đứng đầu trong giáo hội nhiều khi cũng có tính tự yêu mình quá đáng, lại được triều thần tung hô và phỉnh nịnh. Triều đình là bệnh phong của Giáo Hoàng. Và trong một bài giảng, Ngài nhấn mạnh đến lòng Chúa thương xót, không ai được để cho mình thất vọng, phải biết đón nhận lòng thương xót và trở nên người biết xót thương. Ngài nói, điều con người ngày nay cần nhất là những chứng từ của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa, để sưởi ấm con tim, đánh thức niềm hy vọng và lôi kéo người ta đến với điều thiện. Ngài chỉ trích những cơ cấu giáo hội ít có khả năng đón tiếp và những giáo xứ co mình lại trong việc ban phát các bí tích. Ngài nhắc nhở các cha giải tội:
Tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi của lòng Chúa thương xót. Các cha xứ không phải là một công chức, cũng không phải là người sở hữu những gì của Thiên Chúa. Họ chỉ là những người, là những máng chuyển mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco tiếc vì không được tự do đi lại. Đức Gioan Phaolô II cần khung cảnh thiên nhiên, còn Đức Francisco thì cần được tiếp xúc với con người. Ngài muốn đi lại trên những con đường của Roma. Ngài dứt khoát từ chối bị cách ly như thể bị nhốt trong một chiếc lồng son. Chính vì thế mà Ngài không dâng lễ một mình, nhưng dâng lễ tại nhà khách Thánh Marta cùng với một nhóm tín hữu. Ngài muốn nghe được chung quanh mình không phải tiếng nói của nghi lễ, mà là tiếng nói của cuộc sống hàng ngày. Ngài trả lời rất nhiều tin nhắn, điện thoại cho đủ mọi hạng người, như gọi cô bé bị bỏ rơi đang mang thai, cho người phụ nữ bị hãm hiếp, cho một linh mục, cho đôi vợ chồng có hai con mang bệnh, cho một sinh viên, cho một em bé tặng Ngài bức hình vẽ. Đó là cách Ngài làm để cảm thấy mình là linh mục, là một cha xứ đường phố. Ở Vatican cũng như trong hàng giáo sĩ trên khắp thế giới, người ta rất thích tính bình dân của giáo hoàng, tính cách đang làm chấn động toàn giáo hội. Nhưng phía hậu trường cũng đang nổi lên một sự bất mãn về cách thức mà giáo hoàng Francisco mỗi ngày làm giảm thiểu hình ảnh biểu tượng của ngôi giáo hoàng, một giáo hoàng tối thượng bất khả xâm phạm của giáo hội công giáo. Cách đây 50 năm, người ta cũng từng tố cáo Đức Giáo Hoàng Gioan 23 như vậy, đã nhạo Ngài là một ông lão nhà quê. Và Đức Thánh Cha Francisco trình bày cho thế giới, trong đó mỗi người khép lại trong ảo tưởng bọt xà phòng của mình, khiến ta dửng dưng với người khác, thậm chí toàn cầu hóa tính dửng dưng. Ngài kêu gọi hãy khóc cho sự tàn bạo đang nhan nhãn trên khắp thế giới. Và Ngài nhấn mạnh quyền hành đích thực là phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Người vĩ đại nhất là người phục vụ nhiều nhất. Làm những điều nhỏ bé mỗi ngày với một trái tim vĩ đại mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân. Thưa anh chị em và thưa các bạn, đấy là những điều mà thế giới ngày hôm nay đang nhận định về Đức Thánh Cha Francisco, người mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã đặt làm đầu hội thánh, người kế vị Phêrô. Và Đức Giêsu nói với Phêrô rằng không phải là xác thịt phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng mà là cha của thầy đứng ngự trên trời. Khi Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Mỗi người ngày hôm nay cũng được Chúa hỏi đối với con, đối với ông, với bà, với anh, với chị, với em. Con nghĩ ta là ai? Chúa đang lại gần mỗi người, vỗ vai, bắt tay. Bây giờ đang là đại dịch không bắt tay được thì gật đầu, đứng xa 2 mét, đeo khẩu trang. Mà khi đeo khẩu trang có nhận ra nhau không? Có nhận ra nhau. Có khi mình đeo khẩu trang không nhận ra nhau vì đã bị khẩu trang nó che mất rồi. Thì Chúa muốn mời gọi chúng ta đến trước Chúa không đeo khẩu trang, không đứng cách xa 2 mét, mà lại gần Chúa. Vì Chúa không ở đâu xa, Chúa ở trong chính trái tim của mình. Chúa ở trong trái tim của mình. Chúa đang nên một với mình, mà Chúa hỏi, này anh bạn Trần Đình Long, sao? Đối với lại bạn, tôi là ai vậy? Bạn coi tôi là ai? Nói tôi nghe đi. Dễ thương.
Chúa lại gần cô kia, cô bé đó, đeo kiếng, Chúa hỏi, này, đeo kiếng vào nhìn cho rõ và nói, đối với ta, con nghĩ ta là ai vậy? Có người coi Chúa là bạn, có người coi Chúa là người yêu, được không? Có người coi Chúa là cha, là thầy, là mẹ, là anh em. Miễn làm sao mình phải đặt Chúa là trên hết trong cuộc đời của mình. Miễn làm sao mình phải đặt Chúa ở trong trái tim của mình. Chứ đừng có để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, mọi thứ nó nằm trong trái tim của Chúa. Và mình nói với Chúa, Chúa chỉ là thứ yếu trong đời con mà thôi. Chúa chỉ là người điền vào chỗ trống. Lúc mà bồ con nó bỏ con rồi thì con chạy đến. Lúc mà bạn con nó đá con rồi thì con chạy đến. Lúc mà tiền nó bỏ con rồi, con chạy đến. Lúc mà mọi người không ai nhìn đến con thì con chạy đến. Chúa bảo, trời ơi, vậy tôi chỉ là thứ yếu cho anh thôi à? Tôi chỉ là công dân bậc nhì trong trái tim anh thôi à? Tôi chỉ là hàng giạt thôi à? Hàng second hand thôi à? Tôi chỉ là hàng mã thôi à? Tôi chỉ là made in Hồng Kông ở bên Hồng Chợ lớn thôi à? Vân vân và vân vân. Chúa nói mình như vậy. Mình hôm nay mình nghe bài tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên, mình nói với Chúa thế nào? Sao kỳ quá Chúa? Vậy là sao Chúa? Mình không hiểu nổi. Chúa là đấng chí tôn, chí thánh, chí thượng nữa mà. Mình không thể hiểu được đường lối của Chúa. Điều mà Phao-lô bảo rằng là, thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Có lúc mình nói mình hiểu Chúa. Có lúc mình cầu nguyện mình muốn điều khiển Chúa. Có lúc mình suy tư mình thấy rằng đường lối của mình hay hơn đường lối của Chúa. Có những người bảo, sao Chúa không giải quyết cái vụ virus corona này đi, để tới giờ mà không giải quyết nữa, tới bao giờ đây? Có đúng không? Đối với Chúa chỉ là trong một nốt nhạc, nửa nốt nhạc thôi chứ đừng nói một nốt nhạc. Nhưng mà Chúa cứ để vậy đấy. Chúa cứ để vậy để con người ta trong cái biến cố này có nhận ra Chúa hay không, có quay về với Chúa hay không. Mà ta thấy rõ ràng, có chịu quay về đâu. Cứ đi đâu, quay đi đánh nhau. Virus corona chưa xong thì đem vũ khí ra đánh nhau, đọ súng. Đọ súng không phải súng thường, mà súng nguyên tử. Không phải bom thường mà bom nguyên tử. Không phải là vũ khí thường mà vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng. Tiêu diệt những vũ khí mà không thấy nhìn thấy đâu, vũ khí vô hình. Chả biết virus corona là do con người tạo ra để giết nhau hay là bởi cái đâu mà ra. Chúa bảo thì, đó, ta để đó để tụi con tìm đi. Coi có cháy nhà nó ra mặt chuột không? Không ra mặt chuột, nó ra mặt khỉ chứ, thưa anh chị. Thế thì ta thấy rõ ràng là đường lối của Chúa, sự giàu có, khôn ngoan, thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Chúa không giải quyết thằng nào mà láo tét hạ thánh giá đền thờ đó, nó méo miệng, nó liệt hết đi, nằm hết lên, tụi nó sợ ngay chứ có gì đâu. Quyết định của Ngài ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được, ai giơ tay, ai biết dò thấu được quyết định của Chúa, ai theo dõi được đường lối của người. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Thưa anh chị em, không có ai cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Đường lối của Chúa, chương trình của Chúa dành cho mỗi một người, mình còn không dò cho thấu mà. Cứ từng bước thầm qua mà đêm tuyết trắng, giọng ông già lặng câm, Chúa cứ thinh lặng, từng bước dẫn mình đi.
từng bước một thôi. Chứ không cho mình thấy hết cái con đường. Chẳng có thánh nào thấy rõ hết con đường của mình. Có người bảo, sao Chúa cho mỗi người thấy biết hết cuộc đời của mình, phải dễ không? Không cho mà nó còn như thế đấy. Biết trước rồi nó còn loạn lên cỡ nào. Không biết được rằng là ngày mai nó còn sống được hay không. Không biết ngày mai nó còn khỏe hay không. Ấy vậy mà nó vẫn cứ cao ngạo. Ấy vậy mà nó vẫn không trở lại với Chúa. Ấy vậy mà nó vẫn chống Chúa. Vì cho nó biết 10 năm nữa nó mới chết. Thì đến 9 năm này nó quậy cỡ nào. Có đúng không thưa anh chị em? Để đến giờ cuối nó mới quay trở về chứ. Đây không cho biết tí nào. Không biết một tí 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 nào ngày mai nó như thế nào. Vậy mà vẫn cứ ta đây là số 1. Ta đây là vô địch. Ta điều khiển cuộc đời của ta. Ta làm chủ cuộc đời của ta. Chúa vẫn là công nhân bậc hai. Chúa vẫn là đóng vai phụ. Chúa vẫn là thứ yếu. Lôi thôi gì hết. Để tôi làm chủ cuộc đời của tôi. Để chúng tôi điều khiển cái thế giới này. Họ loại Chúa ra. Mà chúng ta mới thấy những hình ảnh, những cường quốc trên thế giới một thời là hãnh diện. Vậy mà cái người lãnh tụ quỳ xuống mà cầu nguyện trong cơn đại dịch. Hình ảnh của những sĩ quan, quân đội, của những cảnh sát quỳ xuống cầu nguyện. Hình ảnh của những người mà trong vai trò lãnh đạo trong đất nước, họ họp nhau khởi đầu bằng một lời cầu nguyện xin Chúa soi sáng hướng dẫn họ. Bên cạnh đó, cũng có những nước khác vẫn cứ cao ngạo, vẫn cứ cho mình là nhất, và nhất quyết là thiên nhiên là kẻ thù của cả đất nước này. Kẻ thù chung của đất nước này là thiên nhiên. Mà thiên nhiên đó là ai? Là chính Thiên Chúa dựng nên chứ ai nữa. Cao ngạo cỡ đó thì, nghe đây. Có người nói, cha mà cứ giảng kiểu này, thế nào chẳng chết? Tôi biết chắc là tôi chết chứ sao? Có ai mà chẳng nói là mình không chết không? Ngôn sứ Isaiah, những kẻ cao ngạo, nghe cho rõ. Đức Chúa phán với ông Sepna, tẩy tướng triều đình, đại diện cho những kẻ mà có chức có quyền, không phục vụ cho đúng, có chức có quyền mà đứng chỉ tay năm ngón, mà là bạo chúa, mà là hống hách, độc tài. Nghe đây, nghe đây, ta sẽ tống người khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi người khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ của ta là Enjakim, con của Khim-ki-ja-hu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó. Cân đai của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với dân Jerusalem và với Juda. Đấy, cao ngạo đi. Mà ta thấy trên thế giới này, rất nhiều cường quốc, rất nhiều tay bạo chúa, rất nhiều tay gian hùng đã bị Chúa tống khỏi chức vụ, đuổi khỏi địa vị. Cả ở ngoài đời lẫn ở trong đạo. Trong đạo cũng có những người mà ủy quyền ủy thế, có những người mà là sư hổ mang, những người mà tu không phải là chân tu mà đi tìm địa vị chức tước, đi tìm danh lợi, đi tìm quyền lực. Nghe cho rõ, ta sẽ tống người khỏi chức vụ, đuổi người khỏi địa vị. Tống khỏi chức vụ, đuổi khỏi địa vị. Chúa làm chuyện đó. Chúa ra tay. Ta đã nói thì ta làm. Chìa khóa nhà David ta đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được. Nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngay vinh hiển cho nhà cha nó. Chúa nói trong bài tin mừng. Giáo hội trên nền đá tảng chắc như đinh đóng cột. Không có kẻ thù nào làm được. Nó mở ra thì không ai đóng được. Nó đóng lại thì không ai mở được. Sức mạnh của Thiên Chúa là tuyệt đối vô song. Mà những người mà tưởng rằng mình ngon lành, tưởng là mình vô địch, tưởng là mình có chức có quyền trong đạo ngoài đời, ta sẽ tống khỏi chức vụ, đuổi khỏi địa vị. Giờ của lòng thương xót đã hết. Đây là giờ của sự công thẳng. Nếu không tỉnh thức mà quay trở về, đường lối của Chúa không ai biết được.
vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Nghe cho rõ, muôn vật đều do người mà có, không có cái gì gọi là tự nhiên, không có cái gì gọi là tiến hóa bởi khỉ, bởi ai mà ra cả, mà là do Thiên Chúa tạo dựng. Muôn vật này do người mà có, nhờ người mà tồn tại. Nếu mà Chúa không duy trì, không có cái gì tồn tại được hết. Ta thấy rõ qua đại dịch virus corona, chỉ có không có hơi thở thôi. Chúa cất cái hơi thở đó đi, cho dù có máy trợ thở đem đến cũng vô ích mà thôi. Cho dù có bác sĩ, tiến sĩ khoa học tới, chúng tôi đã tận tình cứu chữa mà không thể làm gì được. Chúa mới cho mình tồn tại, nhớ kỹ như vậy. Và mọi sự phải quy hướng về Chúa, mọi danh dự vinh quang đều quy về Chúa. Những người lãnh đạo, hãy nhớ đừng có quy về mình. Lúc nào cũng xông hương cho nhau. Người này xông hương người kia xông hương lại người nọ. Người này phong cho người này, người kia phong cho người nọ. Cứ suốt ngày nghe những bài diễn văn khen ngợi, kể công, kể lanh, kể công đức, công nọ, công kia. Nó mệt mỏi lắm, nó chán lắm, nó ngấy lắm. Tại sao cứ phải xông hương? Tại sao cứ phải kể công kể lanh? Để làm cái gì? Mọi xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Chúng ta thấy Chúa đặt Phêrô làm đầu, mà người làm đầu là người cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình, chứ phải người làm đầu để ngồi ăn trên ngồi chốc, để mà người ta cung phụng, người ta hầu hạ và người ta tôn vinh mình. Rồi tới mỗi ngày lễ nào lại một bài diễn văn để xông hương lên tận mây xanh. Tội nghiệp. Vì những người đó, Chúa bảo, con đã được trả công hết rồi. Thế thì còn cái gì nữa? Bao nhiêu năm trời phục vụ, cống hiến đủ mọi thứ, tất cả trở thành con số không. Vì cái tội dám chiếm hết vinh quang của Thiên Chúa, dám xông hương cho nhau mà không chúc tụng tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa yêu mến giáo hội cho đủ, chưa hết lòng trung thành phục vụ và bảo vệ giáo hội, chưa tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, mà chúng con tôn vinh mình. Chúng con xông hương cho nhau, chúng con ca tụng nhau, chúng con hoan nghênh nhau, mà chúng con bỏ Chúa, chỉ là vai phụ, chỉ là thứ yếu. Đối với Chúa con, Chúa chỉ là thứ yếu. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, để tất cả chúng con đều tôn vinh ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tất cả chúng con đều tôn vinh Chúa, mọi danh dự vinh quang đều thuộc về Chúa, vì muôn vật đều do Chúa mà có, nhờ Chúa mà tồn tại và quy hướng về Chúa. Chúng con xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 23 tháng 8, Thánh nữ Rosa Lima. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 23 tháng 8, Thánh nữ Rosa Lima.
Thánh Rosalima, bổn mạng của thủ đô Lima, nước Peru, của châu Mỹ và nước Philippines. Rosalima sinh ngày 20 tháng 4 năm 1586 tại nhà thương Chúa Thánh Thần ở Lima. Cha là Gaspar Flores, người Tây Ban Nha. Mẹ là Maria de Oliva, gốc dân da đỏ. Cả hai có được 13 người con và gia đình rất nghèo. Thánh Rosa được rửa tội với tên là Isabel Flores de Oliva tại giáo xứ Thánh Sebastiano. Nhưng mẹ của cô bé thường gọi cô là Rosa, tức là hoa hồng, vì nét mặt xinh xắn và đôi má hồng tươi của cô. Một ngày kia, thân mẫu Rosa kết một vòng hoa và đặt lên đầu Rosa, cố ý tỏ cho bạn bè biết Rosa của bà thật đáng yêu dường nào. Nhưng Rosa không cảm thấy ấn tượng gì. Rosa chỉ muốn được một mình Đức Giêsu nhận biết và yêu mến mà thôi. Rosa sống một thời gian dài tuổi niên thiếu tại thị trấn Mỏ Quy Về, một thị trấn nghèo trên những ngọn đồi của thủ đô Lima, giữa hai con sông Chilong và Araguay. Gia đình Rosalima chuyển tới đó vì cha của cô được cử trông coi khu khai thác mỏ. Còn tấm bé, Rosa đã hấp thụ được lòng sùng kính tôn giáo và đã qua nhiều giờ chiêm ngưỡng ảnh Đức Mẹ bồng ẵm Chúa Hài Đồng. Năm 1598, Rosa chịu thêm sức từ tay Đức Tổng Giám mục Tobirio de Mongrovejo. Sau này, Đức Tổng Giám mục cũng trở thành một vị thánh. Không tỏ ra có thiên hướng với công việc tại mỏ, nên cha mẹ Rosa hy vọng cô bé sẽ lớn lên thành một thiếu nữ trẻ, đẹp, hấp dẫn, lấy chồng giàu có để giúp đỡ toàn thể gia đình. Nhưng Rosa không có ý lấy chồng, một chuyện mà cha mẹ cô không thể chấp nhận được. Thay vì đó, Rosa đã khấn giữ mình trinh khiết và quyết định sống đời tu sĩ theo gương thánh nữ Catarina Siena và hiến mình sống cuộc đời hy sinh và từ bỏ. Bất chấp việc cha mẹ phản đối, Rosa thực hành các hình thức hãm mình nhiệm nhật tối đa. Rosa không thích vẻ đẹp của mình và sự chú ý mà người khác bị lôi cuốn bởi cô. Sau khi gia đình cô trở về thủ đô Lima, cô ăn chay, rồi trở thành người chỉ sống bằng ăn rau, hãm dẹp thân xác với công việc nặng nhọc và đi xa tới mức cắt tóc, chà muối, vôi hạt tiêu tây vào mặt, tạo thành các vết sưng xấu xí. Năm 1605, Rosa muốn vào tu viện Thánh Clara, nhưng quá nghèo, không đủ khả năng nộp tiền hồi môn để vào nhà tu. Thay vì thế, cô tiếp tục sống trong sự thờ phượng Thiên Chúa cách tuyệt đối. Cô rời xa khỏi nhà, đến sống trong một túp lều do chính cô làm, trong mảnh đất thuộc gia đình cô, và suốt ngày cầu nguyện, làm việc cật lực, hãm mình, giúp đỡ người đau ốm và nghèo khổ trong cộng đồng dân chúng. Cô đem họ tới lều của mình, nuôi nấng và chăm sóc họ. Cô lo việc kim chỉ, trồng những bông hoa đẹp rồi đem ra chợ. Với những đồ thêu và vải sợi tinh tế, cô nâng đỡ gia đình và các công việc bác ái. Sau cùng, với 20 xuân xanh, cô đã được dòng Đa Minh để ý tới và ghi danh vào dòng ba Đa Minh mà không cần phải trả tiền hồi môn.
Sau đó cô càng hãm mình niệm nhật gấp đôi và thực hành nhiều việc đền tội khác. Cô tiếp tục thực thi các thực hành đạo đức này, từ bỏ ăn những đồ ăn thông thường và chỉ sống bằng nước và bánh. Trộn với rau cỏ cô trồng trong vườn nhỏ bé của cô với nước cốt rau cỏ tự nhiên. Cô luôn luôn đội một chiều thiên bằng kim loại có dấu những mũi gai nhọn mà cô che đi bằng những bông hồng và đeo dây lưng bằng sắt. Cô thực hiện những hãm mình nhiệm nhặt và dữ dằn này để người ta khỏi chú ý tới sắc đẹp của cô và để tập trung lòng trí về Thiên Chúa. Thánh Rosalima chăm chỉ làm vườn và may vá để giúp song thân nghèo khổ. Thánh nữ sống khiêm tốn, luôn vâng lời song thân, trừ việc song thân bắt ép phải lập gia đình. Thánh nữ Rosalima cũng bị ma quỷ cám dỗ nhiều. Đó là những lần thánh nữ phải chiến đấu với nỗi cô đơn và buồn chán. Trong những lúc ấy, Thiên Chúa có vẻ như đang ở một nơi thật xa. Tuy nhiên Rosa vui vẻ dâng hết mọi khó khăn cho người. Thánh nữ tiếp tục cầu nguyện để niềm tin được vững mạnh hơn. Trong cơn bạo bệnh cuối đời, thánh nữ đã thường cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đau khổ cho con, và cùng với đau khổ xin cũng gia tăng trong con lòng yêu mến Ngài. Thánh nữ Rosalima về trời ngày 24 tháng 8 năm 1617 tại thành phố Lima, lúc được 31 tuổi. Đám tang của cô không thể cử hành nổi trong suốt 2 ngày vì dân chúng nối đua nhau tới xem thi hài của cô. Rosa được tôn kính vào thời đó tới mức vị tổng trấn, đức tổng giám mục, các đại diện, các huynh đoàn tu sĩ và nhiều bậc vị vọng cùng chính quyền Lima đã tới dự lễ tang của cô. Cô được chôn cất tại nghĩa trang tu viện Đa Minh. Sau này hài cốt Rosa được đưa về một nhà nguyện thuộc thánh đường Thánh Đa Minh, gần bên hai người bạn của cô là Thánh Martino Porres và Thánh Alonso Abad. Thánh Rosalima được phong chân phước năm 1667 do Đức Thánh Cha Clemente thứ 9 và được phong thánh ngày 12 tháng 4 năm 1671 do Đức Thánh Cha Clemente thứ 10 như là vị thánh đầu tiên của châu Mỹ. Và Đức Thánh Cha dành ngày 30 tháng 8 để tôn kính Ngài. Ngày đó vẫn là ngày nghỉ cho cả nước Peru và cho nhiều nước Mỹ Latin khác nữa, và là một ngày đặc biệt cho tất cả những người mến mộ Rosalima cách cuồng nhiệt, cách riêng tại Lima. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe câu chuyện của thánh nữ Rosalima. Cô bé xinh đẹp được gọi là Rosa, tức là hoa hồng. Cô bé sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, nhưng lại hấp thụ một nền đạo đức rất tốt. Muốn đi tu, nhưng vì không có tiền đóng cho nhà dòng, cho nên Rosalima bị từ chối. Và sau này được nhận vào nhà dòng, nhưng với tư cách là dòng ba Đa Minh, để lo công việc làm lụng, lao động vất vả là chính. Và nhờ thế cô có dịp để hy sinh hãm mình. Và chúng ta thấy thật dễ cho rằng sự ăn năn đền tội quá đáng của các thánh là hình thức bề ngoài của một nền văn hóa hay tính khí nào đó. Nhưng hình ảnh một phụ nữ đội mão gai rất có thể đã kích động lương tâm của chúng ta. Thưa các bạn, chúng ta đang vui hưởng một đời sống đầy đủ tiện nghi nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta ăn uống thừa thãi, sử dụng biết bao đồ vật và chất chứa trong tai mắt chúng ta đủ mọi thứ âm thanh và hình ảnh. Giới thương mại vội vã chế tạo các vật dụng không cần thiết để chúng ta tiêu xài. Dường như khi chúng ta càng nô lệ cho các phương tiện vật chất
thì lúc ấy sự tự do trở nên vấn đề lớn lao. Chúng ta có sẵn sàng rèn luyện tâm linh mình trong một môi trường như thế không? Và Rosalima cương quyết thực hiện điều đó, rèn luyện tâm linh trong một môi trường thật dễ dãi bằng cách sống khắc khổ nhiệm nhặt và lấy lời Chúa để ứng dụng cho cuộc sống ấy. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, thả cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mắt mà ném đi, thả chuột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Matthew chương 18 câu 8 đến câu 9. Rosalima, để bảo vệ đức trinh khiết, để quyết tâm thực hiện lý tưởng của mình, đã chấp nhận không thành cớ cho người ta vấp phạm bằng cách là làm cho vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp tự nhiên nơi một cô thiếu nữ, phải xấu đi để không còn trở thành cớ cho người ta vấp ngã, không trở thành cớ cho nhiều người đến gạ gẫm với cô, làm cô rời xa lý tưởng của mình là dâng hiến cho Chúa trong đời sống tu trì. Cô đã kiên trì như vậy, nhờ đó mà cuối cùng được nhận vào dòng bà đa minh, không phải đóng tiền. Và suốt cuộc đời của Rosalima đã sống trong nghiệm mặt, nghiệm nhặt trong khắc khổ như vậy, nêu gương cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Không phải là chúng ta sống theo trường phái khắc kỷ chủ nghĩa, nhưng cũng không theo thói tự do quá đáng, phóng túng, muốn làm gì thì làm, chiều theo bản năng, chiều theo những cái đòi hỏi của thể xác mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay là tông đồ của lòng thương xót, biết nhìn vào mẫu gương của Thánh Rosalima, chấp nhận gian khổ, chấp nhận sống kỷ luật, chấp nhận những thử thách, chấp nhận những khó khăn, chấp nhận cả những thiếu thốn, để chúng ta nuôi ngọn lửa lòng thương xót trong mình và làm cho ngọn lửa lòng thương xót ấy được bùng lên. Giấc mơ lòng thương xót Chúa, một ốc đảo được trở thành hiện thực. Nơi đó người ta có thể đến cầu nguyện, chia sẻ, hãm mình, đền tội và cảm nhận lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Và quyết tâm đã đi theo lòng thương xót Chúa thì không quay đầu lại, không tiếc nuối, không sợ sệt, thà cụt tay, cụt chân, mất hết tất cả mà được vào nước trời, còn hơn lành lạnh tất cả, có đầy đủ chức tước, địa vị, phẩm chất, đủ mọi thứ trên cõi đời này, mặt đời cũng như mặt đạo, mà thiệt mất linh hồn. Amen. Trải qua nhiều đau buồn thương khó, đam mê với tuổi xuân vấp ngã, bao nhiêu những bệnh hiểm nghèo đều được Chúa chữa lành hết vết thương. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày theo một hướng, điều hồng nhất sinh con gọi là Cha trên trời, trong chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Đến đây lòng tin được thêm sức, ơn trên khi niềm tin vững chí, bao nhiêu phép lạ nhiệm màu được nhận với những niềm vui trong lòng. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày theo một hướng, điều hồng nhất sinh con gọi là Cha trên trời, trong chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày theo một hướng, điều hồng nhất sinh con gọi là Cha
trên trời, chúng chờ và sự quan phòng của lòng Chúa xót sống đúng, sống đẹp. Ngày 23 tháng 8 năm 2020, tuổi trẻ xinh đẹp. Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng đều có tuổi trẻ. Nhưng nếu phụ nữ cả đời chỉ muốn lưu giữ thanh xuân, cự tuyệt tuổi già, thì đó không phải là cách làm hay. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không sợ tuổi già, mà biết cách từ từ bồi dưỡng 6 điều này khi còn trẻ, thì đó mới chính là ưu thế tốt nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Thanh xuân là hữu hạn, trí tuệ là vô hạn. Bất luận là bao nhiêu tuổi, trí tuệ đều khiến người phụ nữ thể hiện tối đa được bản thân, sống cuộc sống của chính mình, lưu giữ được ý nghĩa của cuộc sống và những điều quan trọng có giá trị. Thứ nhất, sự giáo dưỡng của phụ nữ. Phụ nữ có thể ngoại hình không xuất chúng, có thể bình thường không có gì đặc biệt, có thể tư chất kém cỏi, nhưng không thể không có giáo dưỡng. Người phụ nữ có giáo dưỡng, làm việc gì cũng tự nhiên, thoải mái, thỏa đáng, đúng đắn, không khoa trương, không khoe mẽ, như một cây hoa lan tự nhiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Phụ nữ có giáo dưỡng, thấu hiểu lòng người, thấu tình, đạt lý, không ngây ngô, không cực đoan. Trước bất kỳ thay đổi đột ngột nào cũng giữ tâm thế, gặp khó mà không nao núng. Thứ hai, sự sạch sẽ của phụ nữ. Sạch sẽ là ăn mặc tươm tất, dáng vẻ đoan trang, với một trái tim thuần khiết, một tầm nhìn rộng mở. Sạch sẽ là biết chú trọng vào bản thân, tự tin và tràn đầy sức sống. Có rất nhiều người phụ nữ trong cuộc sống này xinh đẹp mê người, hài hước cuốn hút, hoạt bát dễ thương. Nhưng chỉ có cô gái sáng sủa sạch sẽ là luôn lưu lại ấn tượng mãi mãi không quên. Thứ ba, sức mạnh của phụ nữ. Cảm giác an toàn nhất của phụ nữ chính là xuất phát từ nội tâm. Sức mạnh của người phụ nữ không phải là lấy một người giàu có, mà là sự quyết tâm, là sức ảnh hưởng, là năng lực đem lại hạnh phúc cho chính mình. Dáng vẻ tràn đầy sức mạnh của bạn chính là diện mạo cho cuộc sống tương lai. Thứ bốn, sự dày công tu dưỡng của phụ nữ. Người phụ nữ có tu dưỡng sẽ không dần phai mờ theo thời gian, mà ngày càng rực rỡ chói lọi. Sự tu dưỡng nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại bao hàm vẻ đẹp của trí tuệ, phẩm đức, sự quấn hút và xinh đẹp mãi không úa tàn. Thứ năm, khí chất của phụ nữ. Khí chất của phụ nữ có được từ sự tu dưỡng nội tâm bên trong và một tâm thái an hòa. Giống như nhà văn nổi tiếng Dương Giáng từng nói: "Tôi không tranh giành với ai, cũng không ai đáng để tôi tranh giành. Tôi không tranh giành với ai, cũng không ai đáng để tôi tranh giành." Khí chất chân chính của phụ nữ đến từ sự điềm đạm,
và biết thế nào là đủ. Đời này kiếp này quá ngắn ngủi, biết đủ là hạnh phúc, chính là chìa khóa cho sự yên vui. Sự khắc họa về nhà văn Dương Giáng cũng như vậy. Bà sinh ra đã là một người phụ nữ tài năng, nhưng trên đường đời, bà và người bạn đời sớm đã quyết tâm tập trung vào học thuật, cự tuyệt những mê hoặc ở thế giới bên ngoài. Từ lâu đã cam tâm tình nguyện hòa mình vào thế giới bình thường. Đây chính là chìa khóa để nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn, cũng như tạo phúc cho người khác. Thứ sáu, phẩm chất của người phụ nữ. Thiện lương luôn là con át chủ bài của người phụ nữ. Có nhiều người từng nói với rằng, tại sao càng lương thiện thì lại càng bị kẻ xấu hãm hại. Về bản chất mà nói, lương thiện không phải là sai, mà là do người phụ nữ đôi lúc thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân. Bởi vì lương thiện là thứ dễ rung động lòng người nhất, nên hay bị lợi dụng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hy vọng mỗi người phụ nữ đều đẹp cả nội tâm, bên trong lẫn hình thức bên ngoài. Tuệ tâm theo The Secret China. Vì đâu phụ nữ càng ngày càng xinh đẹp? Đây chính là đáp án mà bạn đang tìm. Trong cuộc sống thường nhật, mọi người có phát hiện ra rằng khi bạn thường xuyên tiếp xúc với một người phụ nữ, bạn sẽ cảm thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp. Thật kỳ lạ phải không? Cái gọi là hiệu ứng phơi sáng trong tâm lý học chính là nếu một người liên tục xuất hiện trong tầm mắt của bạn, miễn là lúc đầu bạn nghĩ cô ấy trông khá ổn, thì bạn sẽ cảm thấy cô ấy sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn. Trên thực tế, ngoại hình của một người sẽ không thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn cảm thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp là do hình tượng của cô ấy trong lòng bạn đã thay đổi mà thôi. Vậy, phụ nữ làm sao mới có thể thay đổi hình tượng trong mắt của người khác? Ý đây chính là bí kíp. Thứ nhất, phụ nữ đam mê đọc sách. Có một câu nói rằng, dung nhan của bạn ẩn giấu những cuốn sách bạn đã đọc. Kỳ thực, thông điệp gửi gắm ở đây chính là đọc sách sẽ giúp con người tu dưỡng thân tâm, mà tu dưỡng có thể thay đổi khí chất con người. Người xưa nói rằng, trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Đọc sách mang lại sự lắng đọng về tư tưởng, càng mang lại sự biến đổi về dung mạo. Loại dung mạo này chính là sự tỏa sáng từ nội tâm. Rất nhiều cô gái thời trẻ không mấy ưa nhìn, nhưng về sau ngày càng trở nên xinh đẹp, phần lớn đều có chung đam mê đọc sách. Thực ra, đọc sách mang đến một loại trạng thái trầm ổn, cũng mang đến một loại khí chất. Thứ hai, phụ nữ điềm đạm. Một người phụ nữ không có quá nhiều ham muốn dục vọng đối với sự đời, mà chỉ đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình. Cho dù cô ấy đã 40 tuổi, nhưng trông vẫn có vẻ trẻ trung thuần khiết. Bởi không mang dục vọng và nội tâm chính trực, cho nên cả con người cô ấy toát lên một sức hút vượt thời gian. Do đó, người phụ nữ điềm đạm càng nhìn càng thấy đẹp. Tâm lý học nhìn nhận ra rằng, người phụ nữ càng điềm tĩnh thì nội tâm càng bình hòa. Loại bình hòa trên phương diện cảm xúc cũng có tác dụng xoa dịu thân thể. Chúng ta thường nói, người hay nóng giận thì hỏa khí nơi gan cường thịnh, mà hỏa khí mạnh thường da dẻ cũng không được tốt. Còn người nội tâm bình hòa, cảm xúc của họ sẽ càng ổn định. Vậy nên khí huyết
cũng sẽ thông thuận hơn. Phụ nữ tự tin. Người phụ nữ tự tin thường khiến người ta càng nhìn thấy, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái, càng nhìn càng thấy nét đẹp. Đây là bởi tự tin có thể tạo nên một trường khí tốt, khiến ngũ quan trở nên tươi sáng. Với người phụ nữ tự tin mà nói, họ biết rất rõ ưu thế và khuyết điểm của bản thân mình. Họ hiểu rõ mình đẹp ở đâu và khéo léo vận dụng các phương tiện để hoàn thiện bản thân mình. Thứ bốn, người phụ nữ thú vị. Thú vị vừa là một đẳng cấp trong tính cách mà người phụ nữ thể hiện ra, vừa là cách sống điềm tĩnh tự do của chính họ. Nếu một người phụ nữ sống vô cùng tự nhiên chân thật, vẻ đẹp của cô ấy không phải là cái đẹp mang ý nghĩa bình thường, mà tỏa ra khí chất của sinh mệnh, bởi cô ấy đã hoàn toàn tiếp nhận bản thân. Vậy nên có thể vui vẻ, mỉm cười với chính mình. Chính nhờ có khí chất cởi mở này, mọi lúc mọi nơi, những người phụ nữ ấy đều có thể hòa làm một với xung quanh, mang lại sức sống cho mọi người. Người phụ nữ thú vị ngày càng trở nên xinh đẹp. Thú vị vừa là một đẳng cấp trong tính cách mà người phụ nữ thể hiện ra, vừa là cách sống điềm tĩnh tự do của chính họ. Thú vị cũng là một thái độ tích cực nhất mà người phụ nữ đối đãi với cuộc sống này, là một loại nhàn nhã ung dung, cũng là thể hiện của thế giới nội tâm phong phú. Bạn nói xem, một người phụ nữ như vậy sao lại không ngày càng trở nên xinh đẹp, ngày càng mê hoặc lòng người được chứ? Người từ bi sẽ ngày càng xinh đẹp, hơn nữa còn mang lại vô vàn lợi ích. Trên đường đời, lạnh ấm đan xen, một nửa mưa gió, một nửa phồn hoa. Nếu có thể đồng hành cùng một người từ bi, vậy thì quả là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Bất kể trải qua bao sóng gió, người từ bi mãi mãi là mùa xuân của cuộc đời. Từ bi là biểu hiện của trí tuệ và tâm tính cao thượng. Một người nếu như không thể bỏ đi lòng tham, thì không cách nào có thể đối xử từ bi với người khác được. Tâm từ bi có thể sản sinh ra năng lượng vô hạn. Người từ bi sẽ có một trường năng lượng mạnh mẽ luôn bao quanh thân thể. Tâm càng rộng lượng bao nhiêu thì năng lượng càng lớn bấy nhiêu. Từ bi có thể làm tan biến hết thảy vật chất bất hảo trong cuộc sống. Một người nếu như luôn từ bi, vậy thì tâm của người đó cũng rộng lớn như vũ trụ bao la, sẽ có được năng lượng vô song. Một người tu luyện khi đã buông bỏ được sinh tử, trong tâm sẽ mang được sự từ bi mãi mãi. Trong cuộc sống, nếu dùng ác để trị ác, thì sẽ không bao giờ trừ được tận gốc. Một người nếu như có thể dùng lòng từ bi đi cảm hóa người khác, loại năng lượng này so với đao kiếm thì còn có tác dụng hơn gấp bội. Hãy tha thứ và nhường nhịn trước những công kích của người khác, mỉm cười đáp lại những lời nói móc châm chọc, bao dung đối với những khuyết điểm và sai lầm của người khác, không nóng nảy vội vàng, nhẫn nhục không tranh cãi. Đối với nỗi đau khổ của chúng sinh thì tràn ngập lòng trắc ẩn thương cảm, điềm đạm không sợ hãi, từ bi mà tường hòa. Từ bi có uy lực vô tỷ, có thể làm tan biến hết thảy vật chất bất hảo trong cuộc sống. Từ bi đối xử với người khác cũng không cần phải nhiều lời. Mỉm cười là có thể truyền đi thiện niệm đến người khác rồi. Từ bi là năng lượng chân thực, nó có thể làm tan chảy băng tuyết trong tâm mọi người. Đối với mâu thuẫn và cách ngăn giữa mọi người, bất kể là dùng phương pháp gì đi tiêu trừ,
cũng đều không giải quyết được triệt để. Đây là bởi vì phương pháp xử lý bị thiếu năng lượng. Nhưng lực lượng từ bi lại có thể giải quyết hết thảy oan kết, khiến cho hết thảy nhân quả trong cuộc sống đều có thể được thiện giải. Ánh sáng từ bi còn hơn cả trăm ngàn lời nói. Nó có thể khiến cho những oán hận và gián cách lập tức tan biến vào trong hư vô. Yêu thương và mang lại sự vui vẻ cho chúng sinh gọi là từ. Đồng cảm với cái khổ của chúng sinh và tìm cách trừ bỏ nó đi gọi là bi. Cứu vớt linh hồn của người khác để họ không bị sa lầy, đây mới là từ bi lớn nhất đối với chúng sinh. Từ bi là hoàn toàn hạ mình vì người khác. Đây là một cảnh giới của tư tưởng. Đây cũng là thiện niệm thuần tịnh sản sinh ra sau khi người tu luyện buông bỏ được hết dục vọng của bản thân. Ánh quang huy của từ bi có uy lực vô cùng, có thể làm tan biến hết thảy vật chất bất hảo trong cuộc sống, chiếu sáng khắp toàn vũ trụ. Từ bi có thể đánh thức thiện niệm ngủ sâu trong mỗi chúng sinh. Một người tu luyện dù cho có gặp phải nạn gì thì từ bi cũng sẽ lập tức trở thành sức mạnh của họ, diệt trừ tà ác, cứu vớt phần thiện còn sót lại trong mỗi một con người. Lòng mang từ bi, chính niệm chính hành, vạn sự đều hanh thông. Ngẫm lại mới thấy từ bi là điều vô cùng quan trọng. Nếu như một người không hiểu được từ bi, sẽ không hiểu được tu tâm là gì. Từ bi cũng là một trong những điều cơ bản nhất trong tu hành. Bất kể bạn đã bao nhiêu tuổi, hãy luôn giữ lấy sự từ bi. Người từ bi mới có thể được người khác quý mến. Từ bi nhất định sẽ làm cho bạn được hạnh phúc ngay từ bây giờ. Cuộc đời bể dâu, từ bi nhất định sẽ vượt qua được sóng to gió lớn. Trong trời đất, hết thảy đều nhờ vào từ bi mà trở nên mỹ hảo. Hết thảy đều nhờ vào từ bi mà trở nên không tầm thường. Thưa anh chị em và các bạn trẻ, tuổi trẻ xinh đẹp. Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ. Cái đẹp bên ngoài không tồn tại theo năm tháng. Cái đẹp từ bên trong, cái mà người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp, vẫn còn giá trị của nó ngày hôm nay, mặc dù người ta thường chú trọng đến cái bên ngoài. Trau dồi nét đẹp bên trong, người ta không quan tâm bằng đi sửa sắc đẹp bên ngoài. Cắt mắt, sửa mũi, sửa môi, trẻ cằm, đục ma lúng đồng tiền, rồi bao nhiêu là điều sửa toàn những cái bên ngoài, sửa tay, sửa chân, có khi sửa toàn thân để biến luôn sang một con người khác, đang từ nam biến thành nữ hoặc từ nữ biến thành nam. Người ta sửa cái bên ngoài mà không sửa cái bên trong thì có tốn bao nhiêu tiền cũng vô ích mà thôi. Có nhiều người đang đẹp tự nhiên đi sửa, không sửa đúng cách mang họa vào thân. Có nhiều em đã đến xin chúng tôi cầu nguyện vì mũi bị ung thư do sửa chữa, vì mắt bị hư do sửa chữa, và khóc lóc hối hận không kịp nữa. Cái điều quan trọng nhất là tu sửa cái bên trong của mình, để cái nét đẹp của người phụ nữ như chúng ta vừa mới nghe chia sẻ là sự sạch sẽ tâm hồn, là con người có giáo dục, là con người đoan trang, là con người tự tin, là con người tu dưỡng, là con người có sức mạnh, là con người có khí chất, có phẩm chất, con người điềm đạm, điềm tĩnh, đẹp cả nội tâm
lẫn hình thức bên ngoài. Cái hình thức bên ngoài trời ban cho, có khi ta than trách em là gái rời bắt xấu, có khi ta than thân trách Phật vì mình không được đẹp bằng người khác. Nhưng thử hỏi, có người đẹp nào tồn tại mãi qua năm tháng không? Biết bao nhiêu minh tinh màn bạc một thời nổi danh là người đẹp xứ nọ, người đẹp xứ kia, là hoa khôi, là hoa hậu, bây giờ ra sao? Biến dạng hoàn toàn vì những hóa chất do tu sửa sắc đẹp bên ngoài. Bây giờ phải ở ẩn, không dám xuất hiện trước đám đông, trước người khác, vì khuôn mặt, vì con người đã bị biến dạng, không còn hình hài như ngày xưa xuất hiện ở trên phương tiện truyền thông nữa. Có những người đẹp mà tâm ác, làm hại biết bao nhiêu người, khuynh gia bại sản, và có khi làm mất nước, mất nhà, mất nước nhà tan vì cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Cái đẹp của mẹ Maria, mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội truyền, diễm lệ như anh bình minh. Nét đẹp của người mẹ, của mẹ Maria, người phụ nữ, hãy nhìn vào mẹ để học lấy cái đẹp đó, để trau dồi cái đẹp đó, cái đẹp của một người luôn luôn lắng nghe và làm theo lời Chúa, của một người tin vào điều Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện và đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tiếng xin vâng, bằng lòng tín thác tuyệt đối. Hãy nhìn vào mẹ Maria để tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ, cái đẹp của người Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng nơi tôi và luôn luôn mở miệng lên: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Amen. Lạy Cha, chính mình Ngài xét xử, thân từ bi khoan hồng, không từ chối ai xin. Lòng thương xót của Cha, tha rằng trời đất này tan biến, vì lòng xót thương luôn vững bền. Cha luôn luôn cứu vớt người nào tin an vào Cha, bằng Cha khoan dung nhân ái. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc lâu dài. Lạy Cha, bạn tri kỷ, nhưng ai sống cô độc, đừng phụ giúp ai luôn.
Chúa không bao giờ tan buồn, lòng tin khắc vào người mãi mãi không bao giờ nhạt phai.